Xin kính chào quý cô bác anh chị, chào mừng quý cô anh chị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Đời Sống HIT3. Thưa với lại quý cô anh chị, thì chắc hẳn trong chúng ta không ai mong muốn rằng mình lại có một mái tóc bạc sớm trước tuổi, đúng không quý cô anh chị? Vâng, trong video ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến quý cô anh chị một bài thuốc từ cây cỏ mực rất là đơn giản, rất là dễ tìm ngay tại vườn nhà, có thể chữa trị cái việc là tóc rụng, tóc bạc sớm và hói đầu. Ngay bây giờ xin mời quý cô anh chị cùng theo dõi video. Thưa quý vị các anh chị, thì đây là cây cỏ mực. Chúng ta có thể thấy thì cây cỏ mực nó có cái lá hình và có hoa trắng này. Lá hình giống cây, hơi giống cây lá rau răm. Vâng, và chúng ta sẽ cần nguyên liệu, sẽ cần là một chút mật ong và một củ gừng quý vị anh chị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nhặt bỏ hết lá sâu cũng như là cái lá bẩn ở cây cỏ mực này đi quý vị anh chị nhé. Tiếp theo thì quý anh chị hãy dùng dao để chúng ta thái nhỏ cây cỏ mực này ra như thế này. Tiếp đến thì quý anh chị hãy sử dụng củ gừng và chúng ta sẽ gọt bỏ những chỗ sâu, chỗ thối của củ gừng đi. Và quý anh chị lưu ý rằng chúng ta để lại nguyên cả vỏ của củ gừng nhé. Chúng ta chỉ bỏ những chỗ sâu, chỗ thối thôi nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thái chỗ củ gừng này ra, thái nhỏ ra nhé quý cô anh chị. Kính thưa với lại quý cô anh chị, thì đây là chút nguyên liệu mà tôi đã vừa sơ chế xong. Cây cỏ mực và gừng chúng ta đã vừa thái, bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp theo nhé. Kính thưa quý cô anh chị, thì tiếp tới chúng ta sẽ sử dụng cái máy xay này và chỗ gừng này chúng ta sẽ cho vào cái này để chúng ta xay nhé. Và như vậy là tôi đã vừa xay xong chỗ gừng này. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây. Quý anh chị hãy dùng cái dây này để chúng ta chắt lấy phần nước cốt của gừng quý anh chị nhé. Chúng ta sẽ dùng xìa để chúng ta miết như này. Quý anh chị hãy miết chặt để chúng ta chắt được hết nước cốt của gừng. Và như vậy đây là chỗ nước cốt của gừng. Tiếp đến với lại chỗ lá cỏ mực, cây cỏ mực, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cối xay sinh tố này. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cỏ mực vào đây nhé quý anh chị. Tiếp đến thì quý anh chị hãy cho vào đây khoảng tầm 200ml nước, 200-300ml nước nhé quý anh chị. Và như vậy là chỗ cỏ mực tôi đã vừa xay xong, thì quý cô anh chị có thể thấy là nó trở thành màu đen như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây để chúng ta lọc cái phần nước của cây cỏ mực này quý cô anh chị nhé. Chúng ta chỉ lấy phần nước thôi. Tiếp đến thì quý cô anh chị hãy sử dụng một cái nồi để chúng ta cho cái chỗ nước cỏ mực này vào. Chúng ta sẽ đun để khô lại nhé quý cô anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đun chỗ nước cỏ mực này lại. Thưa quý cô anh chị, thì bây giờ đã sôi. Khi sôi thì chúng ta sẽ mở vung ra và quý anh chị hãy để cho nó sôi cô đặc đặc lại quý anh chị nhé. Chúng ta không vớt bỏ bất cứ thứ gì cả, quý anh chị cứ đun để nguyên cả cái váng này của nó nhé. Vâng, thưa với lại quý anh chị, thì chúng ta sẽ cô cho nó cạn đến như thế này. Và tiếp theo thì quý anh chị hãy cho cái chỗ nước gừng, nước cốt gừng của chúng ta vào. Chúng ta tiếp tục đun tiếp. Khi nó đã khô tiếp thì quý anh chị hãy cho chỗ mật ong. Chúng ta sẽ cho chút mật ong vào. Và chúng ta khuấy đều lên. Khi thấy hỗn hợp nó đã đặc sệt sệt lại thì chúng ta tắt bếp. Và kính thưa với lại quý cô anh chị, thì đây là chỗ hỗn hợp mà chúng ta đã vừa hoàn thành. Thì cách sử dụng như sau. Mỗi lần sử dụng quý cô anh chị hãy dùng một cốc nước và chúng ta chỉ dùng một xìa cà phê dung dịch hỗn hợp mà chúng ta vừa làm đây thôi. Chúng ta cho vào nước như vậy. Và quý cô anh chị hãy uống mỗi một ngày, chúng ta hãy uống một cốc như thế này. Và quý cô anh chị hãy duy trì uống trong vòng một tháng
thì cái việc tóc bạc của quý anh chị sẽ được cải thiện một cách là rất là đáng kể. Chúc quý anh chị thành công. Kính thưa với lại quý anh chị, thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ đến quý cô bác anh chị một cái bài thuốc từ cây cỏ mực rất là đơn giản, kết hợp với lại gừng và mật ong để chúng ta chữa trị cái việc là tóc bạc, tóc rụng sớm. Thưa với lại quý anh chị, đây là một trong những cái bài rất là hiệu quả trong việc là chữa trị tóc bạc sớm, đã rất nhiều người sử dụng và đem lại hiệu quả khá là tốt. Quý cô bác anh chị hãy kiên trì sử dụng để đem lại một kết quả tốt cho mình nhé. Và nếu như quý cô bác anh chị cảm thấy video có ý nghĩa cũng như là kênh có hữu ích thì quý cô bác anh chị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập, cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng biết để mọi người có thể áp dụng cái bài thuốc này cho với lại bản thân mình. Xin kính chào và hẹn lại quý cô bác anh chị trong những video lần sau.